quá. Tội là nhớ bánh quy mà. Đừng có vội bay đi nha, cứ đứng đấy nha. Đấy, có mỗi em này là nhớ đến thăm đây. Còn tất cả là vô hơn lắm cơ, ăn xong là biến ngay. Cứ đứng đấy nha. Feed What? him. Yeah, give him some biscuit. Nothing. Chờ tí nhá, ông chủ sẽ mang bánh quy cho ăn nhá. Một cái chân trông như bàn tay kìa. Ui. Trông buồn cười quá nhỉ. Đó. khéo thế. Chân mà như tay ấy. Cực kỳ khéo, có ngón chân. Để bánh vào xong là đưa lên mồm ăn khéo lắm. À, mỗi mình em đến thăm đấy. Trời ơi. This bread, right? So it's like bread. Cứ bình tĩnh nào. Lần này không phải bánh quy mà xã chân bánh mì. Bánh gì cũng thích. Ui, cầm khéo thế, chân mình như bàn tay này này. Biết giữ bánh mì. Ok. Nhiều thế nhỉ? We'll help you with our last